Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 3, theo nguồn tin báo Người Lao Động, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phỏ Mã, hay Tuấn 36, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi đánh bạc. Tuấn Phỏ Mã là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube. Người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Hiện, kênh TikTok của Tuấn Phỏ Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này, ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo râu thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người xem. Một vụ việc liên quan đến lùm xùm của các TikToker thì có thể kể đến vụ nam TikToker tố bị đuổi vì ngồi xe lăn. Theo đó, trưa 11 tháng 1, TikToker VML đi xe lăn cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Vì chiếc xe nặng, quán chỉ có bậc tam cấp nên bạn gái L đã vào nhờ nhân viên ra bê lên. Anh này cho biết lúc này nhân viên bước ra và nói, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Vì thế, anh và bạn gái phải đi sang quán khác. Anh L viết trên trang cá nhân rằng, đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé nên L hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Nhân viên bảo, anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này, bà càng được đà. Không bán được, đã thế thì tôi đứng. Bà TTT, chủ quán phở xác nhận, ngày 11 tháng 1, anh L cùng bạn gái đã đến quán bà ăn. Trưa 11 tháng 1, khi bà T chuẩn bị đổi ca bán, thì có một cô gái đẩy anh L ngồi xe lăn đến quán và gọi hai bát phở. Bà T còn nói anh L và bạn ngồi sang quán cà phê bên cạnh cho rộng, sau đó sẽ cho nhân viên bê phở sang. Tuy nhiên sau đó, do nhân viên nói có thể ngồi được, nên bà T có nhắc nhân viên đẩy bàn lùi xuống để anh L cùng bạn gái ngồi ăn. Bà T cũng khẳng định không nói câu ai nhận ngữ này vào đây ăn, mà chỉ bảo lần sau các cháu ngồi bên kia cho rộng. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, một bên thì đồng cảm thông với nam TikToker, còn một bên thì đã bày tỏ sự nghi ngờ. Trước đó, ngày 3 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM làm việc với ông Hứa Quốc Anh. TikToker này bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Hành vi này được quy định tại Nghị định 15/2020. Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Công an TP.HCM đề nghị TikToker Hứa Quốc Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sự việc tương tự trong tương lai. Đồng thời, yêu cầu TikToker này chấp hành đúng quy định pháp luật có liên quan khi sử dụng Internet, mạng xã hội. Việc sử dụng phải trách nhiệm, văn minh, tiến bộ, có ý nghĩa thiết thực. Ngày 4 tháng 11 năm 2023, ông Hứa Quốc Anh đã đăng tải video thời lượng 1 phút 25 giây có nội dung mô tả buổi chụp ảnh tại đền Angkor Wat, Campuchia. Trong clip, Hứa Quốc Anh ghép hình ảnh quốc kỳ Thái Lan, hai vị vua Thái Lan và lồng ghép âm thanh Hello Thái Lan. Sau khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng phản ứng thì TikToker Hứa Quốc Anh xóa clip. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng phối hợp xác minh để làm rõ các nội dung vi phạm của TikToker Hứa Quốc Anh. Thực tế, việc trở thành TikToker nổi tiếng được hàng trăm ngàn người theo dõi, ủng hộ đang là niềm mơ ước của nhiều người, khi TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội thu hút số lượng người dùng nhiều nhất, đặc biệt là giới trẻ, thông qua những video ngắn với nội dung mới lạ, hấp dẫn. Theo thống kê, tại Việt Nam, có đến 80% người sử dụng TikTok ở độ tuổi 16-26. Nhiều người có thể dành hàng giờ để tạo ra một video ngắn trên TikTok, thậm chí bỏ hơn nửa ngày chỉ để lướt xem hết những video của một hot TikToker nào đó. Tuy vậy, lợi dụng độ hot của nền tảng mạng xã hội này, một số người dùng đã sáng tạo những video có phản cảm, sai sự thật. Đáng lo ngại là hiện nay, các tác động tiêu cực của TikTok gây hại cho người sử dụng. Mặt trái của những clip vui nhộn và hấp dẫn là hàng loạt video liên quan các vấn đề nhạy cảm như ma túy, tình dục, bạo hành. Nhiều trào lưu làm mưa làm gió nhưng không mang tính tích cực, gây hại cho người xem, nhất là trẻ em. Các nội dung trên đã tác động nhất định đến hành vi của người dùng. Trong số đó, có không ít trường hợp vi phạm pháp luật khi học theo những nội dung thiếu tính giáo dục. Về pháp lý, với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 70 triệu đồng.
Mức xử phạt này áp dụng theo các điều 100, 101 của Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn thông tin vi phạm pháp luật. Đối với hành vi sử dụng hình ảnh của người khác thì căn cứ Điều 32 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Theo đó, người có hành vi tự ý chụp ảnh, quay và sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý của người khác, nếu xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người đó thì bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng còn có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đối với các hành vi cung cấp, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, bí mật đời tư của cá nhân thì tùy vào hành vi khách quan, khách thể, chủ thể của hành vi phạm tội cũng như hậu quả do hành vi đó gây ra mà Bộ Luật Hình sự 2015 điều chỉnh, quy định trong nhiều điều luật với các tội phạm cụ thể như tội vu khống Điều 156, tội làm nhục người khác Điều 155, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác Điều 159, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Điều 331. Không thể phủ nhận, nhiều cơ sở kinh doanh được nổi tiếng hơn, tốt hơn nhờ vào đội ngũ YouTuber, TikToker tự do. Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Bộ môn Truyền thông đa phương tiện, khoa Quan hệ công chúng, truyền thông thuộc Trường Đại học Văn Lang cho rằng, việc nở rộ các kênh review ẩm thực trên mạng xã hội gần đây có mặt tích cực là tạo ra sự cộng hưởng về danh tiếng. Nhờ đó, các chuỗi nhà hàng, quán ăn, khách sạn cũng được nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, thạc sĩ Lê Anh Tú lưu ý có những giới hạn, làn danh đỏ mà TikToker, YouTuber không thể tùy tiện vượt qua. Thạc sĩ Lê Anh Tú cho biết, thông tin đưa ra phải trung thực, chính xác. Còn ngược lại, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hơn nữa, các chủ kênh là người nổi tiếng trên mạng xã hội, kiếm tiền từ sự nổi tiếng đó thì phải giữ gìn hình ảnh. Nếu làm sai, chủ các kênh trước sau gì cũng sẽ bị bóc phốt bởi chính nạn nhân hoặc những anti-fan. Các hàng quán cũng không dễ bị các kênh muốn nói sao thì nói vì họ cũng có thể thuê người nổi tiếng khác để đấu lại hoặc nhờ pháp luật can thiệp. Về việc một số hàng quán cạch mặt các kênh review ẩm thực, thạc sĩ Lê Anh Tú cho rằng đây là một biểu hiện cực đoan. Thạc sĩ Lê Anh Tú cho biết, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như ngày nay, các chủ quán không thể cấm và không thể nào kiểm soát được việc khách hàng là người bình thường hay người nổi tiếng chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc khi sử dụng dịch vụ tại quán. Việc ngăn cản khách hàng chụp hình, quay phim tại quán cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách và có thể lợi bất cập hại. Dưới góc độ truyền thông và thương hiệu, tôi cho rằng điều này là không nên, quan trọng là cách khéo léo trong ứng xử. Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM khẳng định, YouTuber, TikToker đóng một vai trò rất lớn đến việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì cũng không loại trừ một số trường hợp có ý đồ xấu gây tổn hại đến thương hiệu. Nếu các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh cảm thấy mình bị oan, review không đúng sự thật thì có thể khởi kiện ra tòa theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa thông tin thêm, chủ nhà hàng nếu muốn khởi kiện ra tòa để yêu cầu xin lỗi công khai, bồi thường thì phải chứng minh thiệt hại về vật chất, tinh thần. Đồng thời, phải chứng minh những review thiếu khách quan, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu cũng như phải chứng minh doanh số bị thiệt hại bởi các nhận định không đúng. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.